Chúng ta thường ngày nói đến thọ dụng, hưởng thụ. Nhìn thấy tâm muội thì liền nghĩ tới sự hưởng thụ bình thường. Thế nào là bình thường? Mắt thấy sắc, mắt ở trong sắc trần mà không phân biệt, không chấp trước, như vậy gọi là chánh thọ, hoàn toàn bình đẳng cùng với pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ thấy sắc không khởi tâm, không động niệm. Tai nghe âm thanh không khởi tâm, không động niệm. Đây là chân tu. Ví dụ, chúng ta ăn cơm, rau quả chua ngọt đắng cay mặn. Lúc chúng ta ăn thì phải lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Chua ngọt đắng cay mặn đều không biết, cũng không có. Vậy có tính là khai ngộ không? Không tính. Tại sao vậy? Bạn là người ngu, làm sao mà chua ngọt đắng cay mặn đều không biết? Còn nếu biết thì sao? Biết thì bạn là phàm phu. Vậy bạn làm sao? Rõ rõ ràng ràng, rất là sáng suốt, trí huệ. Nhưng như như bất động, không bị chua ngọt đắng cay mặn lay chuyển. Chuyển là thế nào? Tôi thích món này, không thích món kia. Có thể đem chua ngọt đắng cay mặn xem thành pháp bình đẳng. Tất cả đều là giả, không có gì là thật, do tâm hiện thức biết. Đó là thật hiểu rõ rồi. Thức ăn vào đến trong miệng có sinh ra biến hóa không? Có. Không phải sự biến hóa của chúng ta. Chúng ta tùy vào vật chất chua, ngọt, đắng, cay, mặn mà khởi ý niệm. Ngài không phải vậy. Ngài ở trong đó sanh tâm bình đẳng, khởi tướng vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta nếm được mùi vị là chua ngọt đắng cay mặn, quý ngài nếm được là diệu pháp. Không giống nhau. Đạo lý này chúng ta phải hiểu, cũng không khó hiểu. Ăn uống gì ở đâu cũng tốt, không có điều gì là không tốt, không nên kén chọn. Sinh nhật của lão hòa thượng, mọi người làm một bàn đồ chay cho ngài, ngài cũng không ăn một miếng. Đó có phải là chấp trước không? Không phải vậy. Đây là thương xót chúng sanh, nên làm thì hiện này. Hy vọng mọi người đem sở thích này buông xuống, phục hồi như thường. Tâm bình thường là đạo, dạy chúng ta như vậy. Người làm không sai. Biểu hiện của lão hòa thượng cả đời đều là hoan hoan hỷ hỷ. Chỉ có lần đó là không vui. Tại vì sao? Bởi người ta đi vào con đường xa xỉ, là đường hiểm.
làm tăng trưởng tâm tham. Tâm tham không có biên giới. Điều này phiền phức rất lớn, cho nên trì giới phải tinh nghiêm. Cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Là dưỡng tâm, có tâm tốt, cơ thể liền tốt, tinh thần liền tốt. Dưỡng tâm không nên xem trọng vật chất. Điều này ngay cả nhà khoa học hiện nay cũng hiểu. Nhấn mạnh điều gì, ý niệm cũng không sanh. Thật là thanh tịnh. Vì ý nghiệp là gốc, không tham, không sân, không si. Tham sân si là tam độc, phiền não. Trong tham thì tình chấp là khó đoạn nhất. Trong tình chấp thì khó đoạn nhất là thân tình. Đây là gốc của phiền não, là mấu chốt nhất của tham, phải hạ thủ từ đó. Sân hận, gốc của sân hận là ngạo mạn. Có lúc chính chúng ta ngạo mạn mà không cảm giác được. Phải quan sát rất tỉ mỉ, đem tập khí ngạo mạn đoạn sạch. Gốc của ngu si là hoài nghi, không được hoài nghi đối với tự tánh, không được hoài nghi đối với giáo huấn thánh hiền, cũng không được hoài nghi đối với giáo huấn của tổ tông để lại. Tích lũy sự hoài nghi chính là si mê, tích lũy sự ngạo mạn chính là sân hận, tích lũy của thân tình chính là tham dục. Bạn không thể không nhận thức đến nó, phải thực sự nhận thức nó, lìa xa nó. Vì nó chướng ngại đạo nghiệp của chúng ta. Thực sự buông xuống thì trên đạo Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại, mới có thể được đại tự tại. Trì giới niệm Phật thì không có một ai là không vãng sanh. Trì giới chính là buông xuống. Buông xuống thân tâm thế giới, không có tham nhiễm đối với những giả tướng của thân tâm thế giới này. Như vậy mới dễ dàng siêu vượt. Nếu như ngũ dục lục trần, tài sắc danh lợi, thất tình ngũ dục còn chưa buông xuống, có thể trì tình giới vẫn chưa buông xuống, liền biến thành phước báo nhân thiên. Nếu có thể buông xuống toàn bộ những tập khí phiền não này thì hoàn toàn biến thành công đức vô lượng thù thắng. Công đức này giúp bạn nâng cao phẩm vị vãng sanh. Hoàn toàn ở trong khoảng một niệm của chính mình. Cho nên nhất định phải nhìn thấu là giả thôi, không có gì là thật.
biết rằng toàn bộ đều là giả, thì đối với nó không một chút lưu luyến, sẽ không phân biệt. Nếu như có thể làm đến không khởi tâm không động niệm là thành công. Đây chính là Hoa Nghiêm Tam Muội. Đây chính là niệm Phật Tam Muội. Nói là Tam Muội gì cũng được. Tam Muội chính là sự hưởng thụ bình thường. Độ chúng sanh thấy rất rõ ràng thời tiết, nhân duyên, chúng sanh chín mùi rồi. Lúc chưa chín mùi, đừng có động vào, đừng tự tìm phiền phức. Khi duyên chín mùi rồi thì rất dễ dạy. Chính mình tu, chính mình tu thành rồi, đạt được sự gia trì bởi uy thần của tất cả chư Phật, chúng sanh duyên chính rồi, liền mới có thể phổ độ chúng sanh. Vì vậy, độ chính mình mới là chân chính độ chúng sanh. Chính mình không nghiêm túc làm thì là giả, không phải thật.